Rồi, xin chào mọi người ha. Sáng nay Trình giao lưu với mọi người một cái cây mai bonsai tầm trung. Cây này hiện tại thì nó cao 70, tán rộng 60, hoành thân là trên 20, bộ trái đế rỡ gần 1 mét. Cái này nuôi dưỡng trong cái chậu lọt lòng 35 cm. Nay mình bón bằng bưng bơ cũng được ha, một người bơ vẫn ok. Cái này là mình đi dán trực đó. Gọi là dán lông của Bình Định nha mọi người. Coi này giót coi, liền thân liền cốt. Cái này mình ghép cúc đó. Các vết ghép nó đã liền lạc rồi. Đây là các vết ghép nó nè, nó liền lạc rồi ha. Ghép ba chỗ. Đó, hồi xưa ghép bè bò, giờ nó liền lạc rồi. Các chỗ vết két nó đang gom. Nó liền thân. Đây là cái vết chia ghép này. Đó. Quay cận cảnh cho mọi người xem luôn. Đừng lách thân nó này. Cây này nó có một cái bộ thân xoắn rất đẹp. Thân xoắn này. Cực kỳ đẹp luôn. Hồi xưa có hai cái. Đó, hai cái cành này, nó sáng lượng lại này, dít lại thành một cục luôn ha. Rồi, phần đế nó này, dạng đế rỡ nó trải đều tứ diện luôn. Đế rỡ cực kỳ khủng luôn. Rồi, thì mọi người có nhu cầu giao lưu cây này thì mình báo giá luôn. Đó, giá cực kỳ rẻ cho mọi người ha, 4 triệu là mình bao ship tận nơi cho mọi người luôn. Đó, bao ship bưu điện đóng khung đàng hoàng. Đó, 4 triệu bao ship một cây ghép cúc nó đã thành phẩm rồi. Đó. Cây dán trực rất ok nha mọi người. Lột dâm ra mình chơi, các tay tán ra đúng điểm dương hết này không. Đó, các cành ra đúng điểm dương, coi lét mượt mà. Đó, chuyển chuyển. Bên trái đó rất là khủng nha mọi người. Đó. Dòng bonsai tầm trung 4 triệu bao ship. Rồi, xin chào, cảm ơn mọi người đã xem hết video ha.